Xin chào các bạn. Sự kiện Liên bang Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014, trong đó Liên bang Nga sáp nhập một vùng lãnh thổ bán đảo Crimea từ Ukraine và kể từ đó đã quản lý như hai chủ thể liên bang của Nga là Cộng hòa Crimea và thành phố liên bang Sevastopol. Sự sáp nhập diễn ra sau hậu quả của cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014 và là một phần của tình trạng bất ổn rộng lớn phía Nam và phía Đông Ukraine. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi sáp nhập vào Liên bang Nga trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đó không phải là lần duy nhất sau khi Xô Viết tan rã. Với đường biên giới dài 57.792 km và một lịch sử nhiều biến động, nước Nga ngày nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về biên giới lãnh thổ. Và Kalmykia là một trường hợp điển hình của việc quốc gia độc lập trở thành một bộ phận của nước Nga. Tọa lạc tại phía bắc Caucasus ở Đông Âu, Kalmykia là một phần của khu liên bang miền Nam của Liên bang Nga. Quốc gia này có biên giới phía Nam giáp với Cộng hòa Dagestan, ở phía Tây Nam giáp với vùng lãnh thổ Stavropol, Krai. Ở phía Tây là tỉnh Rostov, Oblast. Ở phía Tây Bắc là tỉnh Volgograd, Oblast. Ở phía Đông là tỉnh Astrakhan, Oblast. Và ở phía Đông Nam là biển Caspi. Kalmykia có lẽ là cái tên khá xa lạ với nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Kalmykia khá nổi tiếng bởi đây là quốc gia duy nhất ở châu Âu mà đại đa số người dân theo đạo Phật. Không chỉ vậy, vùng đất Phật giáo này còn được người ta biết đến khi hai lần xin gia nhập Liên bang Nga. Nằm bên bờ biển Caspi, nên trong lịch sử, vùng đất này chịu sự tranh giành của các thế lực như đế chế Ottoman, Mông Cổ hay Nga Sa Hoàng. Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, Kalmykia vẫn chỉ là một vùng đất của Phật giáo mà không chính thức thuộc về quốc gia nào. Mọi việc chỉ được thay đổi khi người dân Kalmykia giúp đỡ Vladimir Lenin trong cuộc nội chiến chống lại lực lượng Bạch Vệ vào năm 1919. Theo một thỏa thuận trước đó, Liên bang Xô Viết đã công nhận Kalmykia là một vùng lãnh thổ tự do và do người Kalmykia tự quản lý. Tuy nhiên, với dân số quá ít, Kalmykia đã xin trở thành một phần của Liên Xô. Vào năm 1935, vùng đất này chính thức có tên Cộng hòa tự trị Kalmykia Liên Xô Xã hội Chủ nghĩa. Trải qua hàng chục năm sống nương nhờ vào nhà nước Xô Viết, đến năm 1991, Xô Viết tan rã, một lần nữa người dân Kalmykia lại được trao quyền xây dựng nhà nước riêng của mình. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, người dân ở khu vực này quyết định gia nhập Liên bang Nga vào ngày 31 tháng 3 năm 1992. Quốc gia có phần lớn lãnh thổ nằm dưới mực nước biển. Hiện nay, Kalmykia tồn tại với tư cách một nước cộng hòa trực thuộc Liên bang Nga, với tên chính thức là Cộng hòa Kalmykia. Quốc gia này có diện tích 76.100 km², lớn hơn lãnh thổ của các quốc gia ở Tây Âu như Bỉ, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Hà Lan. Nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 269.000 người, theo số liệu năm 2021. Nhìn chung, lãnh thổ Kalmykia khá bằng phẳng và chủ yếu được bao phủ bởi các thảo nguyên, bán sa mạc và sa mạc. Nhưng do nằm trong vùng đất trũng rộng lớn của vùng Bắc Caucasus, khu vực vốn dĩ là một cái eo biển cổ đại, nối biển Đen và biển Caspi trong quá khứ địa chất, cho nên phần lớn lãnh thổ Kalmykia nằm dưới mực nước biển. Ở bờ biển Caspi là các cồn cát thấp, lõm và hình thành các vịnh nhỏ, nơi có độ cao 27m dưới mực nước biển. Đi từ đông sang tây, độ cao tăng dần lên và đạt đến độ cao tối đa là 221m dọc theo ranh giới phía tây của nước Cộng hòa. Nơi đó được gọi là cao nguyên Ergoni. Tuy không quá cao, nhưng phía đông của cao nguyên bị chia cắt bởi các khe núi sâu và thung lũng của các con sông nhỏ, còn độ dốc phía tây lại khá thoải. Ở phía bắc của vùng đất thấp Caspi là vùng đất trũng Sapinskaya. Những đặc điểm điển hình của vùng đất này là các hồ muối và các vùng trũng ngập nước. Còn ở phía nam là vùng đất đen. Nhưng không giống như đất đen ở Ukraine, đây là một vùng đất bị sa mạc hóa. Nó được hình thành trong điều kiện khí hậu khô cằn khắc nghiệt và chăn thả gia súc không được kiểm soát, cũng như cày xới đất cát. Sự xói mòn do gió đã dẫn đến sự phân tán và cuốn theo lớp màu mỡ phía trên, hay còn gọi là bão bụi. Cái tên vùng đất đen được đặt cho nơi đây là do không có tuyết phủ liên tục trong mùa đông và sự phong phú của một loài thực vật có cành sẫm màu là cây ngải đen. Địa hình đặc trưng của vùng đất này là nhiều đồi núi với các khối cát cuồn cuộn và những hốc gió thổi. Về khí hậu, khí hậu của nước Cộng hòa mang đậm tính chất lục địa, với mùa hè nóng và rất khô, mùa đông có ít tuyết nhưng đôi khi rất lạnh. Nhiệt độ trung bình vào tháng 1 là từ âm 11 độ C ở phía Bắc đến âm 5 độ C ở phía Nam, và nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là âm 37 độ C. Còn vào đến tháng 7, nhiệt độ dao động từ 23,5 đến 25,5 độ C. Và nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là tối đa 44 độ C.
Kalmykia cũng là vùng đất khô hạn nhất của Liên bang Nga. Lượng mưa tại quốc gia này giảm dần từ Tây sang Đông và lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 340 đến 400mm ở phía Tây xuống còn 180 đến 210mm ở phía Đông. Ngoài lượng mưa thấp và khô cằn, khí hậu Kalmykia còn được đặc trưng bởi gió liên tục. Mỗi năm, quốc gia này có tới 120 ngày chịu ảnh hưởng của gió khô vào mùa hè, cũng như 12 đến 15 ngày chịu ảnh hưởng của bão bụi. Về kinh tế, tiềm lực kinh tế của Kalmykia còn khá lạc hậu so với mức trung bình của toàn bộ Liên bang Nga và là một trong số những quốc gia kém phát triển nhất của châu Âu. Tổng sản phẩm GDP năm 2018 của quốc gia này là 968 triệu USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người chỉ là 3.599 USD. Nền kinh tế của quốc gia này chủ yếu dựa vào chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò lấy thịt, chăn nuôi cừu lấy thịt và lấy lông. Riêng sản lượng chăn nuôi chiếm 80% tổng sản phẩm nông nghiệp. Trong những thập niên gần đây, người dân Kalmykia cũng đã trở nên ít du mục hơn, cùng với đó là sự tăng dần về hoạt động trồng trọt, đặc biệt là ngũ cốc và sản xuất thức ăn gia súc. Đánh bắt cá cũng là hoạt động kinh tế quan trọng dọc bờ biển Caspi. Kalmykia có một nhà máy chế biến cá khá lớn. Ngành công nghiệp của nước Cộng hòa Kalmykia chỉ tập trung vào các sản phẩm chăn nuôi đã qua chế biến như da, len, bơ và phô mát và chỉ tập trung ở thủ đô Elista. Khai thác mỏ cũng là một trong những hoạt động kinh tế chính của Kalmykia. Có 40 mỏ hydrocarbon trên lãnh thổ của nước Cộng hòa, bao gồm 19 mỏ dầu, 10 mỏ khí đốt, 6 mỏ khí và 5 mỏ ngưng tụ dầu khí. Nhưng trong những năm gần đây, ngành dầu khí của nền kinh tế Cộng hòa Kalmykia đã có những dấu hiệu đình trệ và khủng hoảng. Trong số hơn 200 giếng dầu đã được đăng ký, thì chỉ có khoảng một nửa giếng dầu là đang hoạt động. Và năm 2010, chỉ có 1,5 triệu thùng dầu được khai thác. Kinh đô Phật giáo duy nhất ở châu Âu. Người Kalmykia là hậu duệ của các chiến binh du cư của thành Cát Tử Hãn. Họ đã đến định cư tại khu vực này từ thế kỷ 13 và thành lập Hãn quốc Kalmykia. Không giống với Phật giáo ở Việt Nam, Phật giáo tại Kalmykia là mật tông Tây Tạng. Chính vì vậy, nhiều kiến trúc tại đây được viết bằng tiếng Tạng và tiếng Nga, cùng với những biểu tượng đặc trưng của mật tông. Hiện nay, có hơn 30 ngôi đền và tu viện hoạt động trên lãnh thổ Kalmykia. Một điều thú vị là hình ảnh thành Cát Tư Hãn có thể nhìn thấy ở rất nhiều nơi, từ những túp lều du mục đến các bảo tàng, trường học. Bức tượng thành Cát Tư Hãn được xây dựng vào tháng 10 năm 2019 tại làng Privoni, là tượng đài duy nhất về thành Cát Tư Hãn ở Liên bang Nga. Nhưng dù hòa mình vào cuộc sống hiện đại của nước Nga, những người dân Kalmykia vẫn giữ được nhiều nét truyền thống của văn hóa dân tộc. Thành phố Elista với dân số 104.000 người là thủ đô của nước Cộng hòa Kalmykia. Elista, theo tiếng Kalmykia, có nghĩa là thảo nguyên. Giữa thảo nguyên mênh mông là một thế giới rất khác với những gì chúng ta hình dung về nước Nga, nơi mà dấu ấn Phật giáo đã ăn sâu vào từng nếp sống. Ngôi Đại Già Lam Phật Thích Ca Mâu Ni ở Elista là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất châu Âu, với chiều cao 63m. Vào năm 2005, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đến thăm Elista. Đây là lý do cho việc xây dựng bức tường Phật Thích Ca Mâu Ni trong chính điện cao 9m được dát vàng và cũng là tượng Phật lớn nhất ở châu Âu. Ngôi chùa như một biểu tượng khổng lồ của Phật giáo, nó nổi bật giữa thủ đô Elista. Mọi người đều có thể chiêm ngưỡng biểu tượng ấy từ mọi hướng của thành phố. Các họa sĩ đến từ Tây Tạng đã mất tới 4 năm chỉ để trang trí lại nội điện của ngôi chùa. Cách thủ đô Moscow chưa đến 2 giờ bay, nhưng khi đặt chân đến Cộng hòa Kalmykia, kinh đô Phật giáo duy nhất ở châu Âu, chính người dân Liên bang Nga cũng không khỏi choáng ngợp về một châu Á thu nhỏ. Với hình ảnh Phật giáo ở khắp mọi nơi, đó không chỉ là biểu tượng văn hóa và tôn giáo của vùng đất này, mà nó còn là một trong những chốn đi về tâm linh của người Kalmykia. Chính vì thế, người ta biết đến nơi đây như một quốc gia Phật giáo duy nhất ở châu Âu. Ngoài Phật giáo, thủ đô Elista còn khá nhiều điều thú vị khác để khám phá. Cựu Tổng thống Kesan Ilyam Zinov của Kalmykia là Chủ tịch Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới. Ông đã bỏ rất nhiều công sức để biến cờ vua thành môn thể thao quốc gia. Ngày nay, cờ vua được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường học, nên đi đến đâu bạn cũng có thể thấy người dân đặt bàn cờ hay xem chơi cờ. Thành quả lớn nhất của Kesan Ilyam Zinov là thành phố cờ vua. Đó là một khu liên hợp thể thao kết hợp với làng vận động viên được xây dựng nhân dịp Olympic cờ vua năm 1998 và nay là một địa điểm du lịch. Ngay cả kiến trúc tại đây cũng chịu ảnh hưởng của bàn cờ mà tạo nên những công trình khá ngộ nghĩnh, đơn cử như bảo tàng cờ vua quốc tế. Ngoài việc theo dõi, các giải cờ vua quốc tế cũng được tổ chức thường xuyên. Hoạt động ưa thích của khách du lịch tại thành phố cờ vua là đánh cờ trên các bàn cờ ngoài trời với những quần cờ khổng lồ.
nơi trời đất giao hòa. Kamchatka nằm ở miền nam nước Nga. Tại đây không thiếu những khu bảo tồn tự nhiên, trong đó nổi tiếng nhất là khu bảo tồn đa dạng tự nhiên mang tên Chernye Zemli, Manich Gudilo, hồ nước mặn lớn nhất Kamchatka. Hàng năm, hồ nước này đón nhận hàng triệu cá thể vạc đốm, vịt cổ trắng và nhiều loại ngỗng khác nhau trở về từ cuộc di trú mùa đông. Một loài động vật khác tại khu bảo tồn nhận được nhiều sự chú ý là loài nai sừng tấm. Cũng giống như chim, từng đàn nai sừng tấm di cư từ Chernye Zemli sang Uzbekistan và Turkmenistan vào mùa đông, rồi đến mùa xuân chúng lại trở về. Thời gian thích hợp nhất để ngắm nhìn nai sừng tấm rơi vào khoảng tháng 3, tháng 4, khi bộ lông của chúng chuyển từ màu nâu sang đỏ. Từ lâu người Nga đã biết đến công dụng chữa bệnh của Manich Gudilo và các hồ nước mặn khác tại Kamchatka. Chính quyền Liên Xô cũ đã cho xây dựng một số khu nghỉ mát kết hợp chữa bệnh bên cạnh các hồ nước mặn. Trong đó nổi bật nhất là hai ngôi làng Berezovoe và Selenoje bên bờ hồ Jasanta. Nhiều bài thuốc thảo mộc của người Kamchatka đã được thế giới công nhận, đặc biệt là với các bệnh ngoài da và bệnh hô hấp. Từ Berezovoe và Selenoje, khách du lịch có thể ngược về phía bắc để đến với vùng đồi Egeni. Trái với những đồng cỏ trải dài quá tầm mắt, Egeni là nơi duy nhất có rừng núi tại Kamchatka. Khách du lịch có thể khám phá phong cảnh hoặc săn tìm nhiều loại thuốc quý trong khu rừng. Khu hồ nước ngọt Sapa đặc biệt nổi tiếng về hoạt động đánh bắt cá và săn thú hoang. Người dân tại khu vực ngày nay còn kinh doanh dịch vụ tắm cát. Đối với những ai muốn được tận mắt ngắm biển Caspi với bờ biển cát trắng dài vô tận, hãy đến với vùng Lagan. Từ một ngôi làng đánh bắt cá nhỏ nhỏ, Lagan giờ đây đã trở thành một địa điểm du lịch homestay có tiếng. Bạn chỉ cần ghi nhớ một điều, lực lượng Hải quân Liên bang Nga thường xuyên tuần tra vùng biển này. Vì vậy, hãy nhớ mang trong mình đầy đủ giấy tờ và tốt nhất là đi cùng với hướng dẫn viên du lịch. Một điều thú vị nữa là hoa tulip cũng là một trong những niềm tự hào của Kamchatka. Các cánh đồng hoa lớn nằm rải rác trên khắp cả nước. Và hầu hết trong số 140 loài hoa tulip được khoa học biết đến đều mọc ở Kamchatka. Thậm chí là cả điệu nhảy truyền thống Kamchatka cũng giống hoa tulip đung đưa trong gió. Những năm gần đây, lễ hội hoa tulip được tổ chức ở ngoại ô Elista, thủ phủ vùng Kamchatka, nhân dịp hoa tulip nở rộ. Đây là cơ hội để khách du lịch khắp nơi có thể khám phá và tìm hiểu về đời sống văn hóa địa phương. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá nước Cộng hòa Kamchatka, kinh đô Phật giáo duy nhất ở châu Âu. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.